Lời Chúa, thứ bảy sau Chủ nhật thứ nhất thường niên, ngày 14 tháng 1 năm 2023. Những vết thương lòng từ bao năm qua con xa Chúa trong đời. Những đắng cay tâm hồn từ bao năm qua con bỏ Chúa lâu rồi. Con quên làm dấu thánh giá, con không còn nhớ đến Chúa trong cuộc đời. Quá khứ đau buồn từ bao năm qua đam mê với truy lòng, nhưng xót xa bao lần từ bao năm qua con thật quá vô tình. Con quên thờ Chúa chi thánh, con không còn biết đến Chúa trong cuộc đời. Lời Chúa, thứ bảy sau Chủ nhật thứ nhất thường niên, ngày 14 tháng 1 năm 2023. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ bảy chúng ta được mời gọi nhìn lên mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót, để cầu nguyện đặc biệt cho giới trẻ. Những người trẻ ngày hôm nay, khoa học kỹ thuật tiến bộ, học nhiều, hiểu rộng, có bằng cấp, có vị trí trong xã hội. Nhưng rất tiếc, có nhiều bạn đã bỏ Chúa nhiều năm, không đi lễ, không xưng tội, không rước lễ. Có nhiều bạn chẳng cầu nguyện và không cần có Chúa trong cuộc đời của mình. Đó là điều mà các phụ huynh, nhất là các bậc làm cha mẹ ở bên nước ngoài và ngay cả Việt Nam bây giờ cũng rất là băn khoăn, trăn trở và lo lắng. Xin Chúa cho các bạn được ơn nhận biết Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa để biết tất cả những gì các bạn đang có, bằng cấp, học vị, địa vị đều là ân phúc từ lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau Chủ nhật thứ nhất thường niên. Bài đọc 1:50, thư gửi tín hữu Hiếp-ri chương 4 câu 12 đến câu 16. Bài trích thư gửi tín hữu Hiếp-ri. Thưa anh em, lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ. Chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Luật pháp Chúa quá là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh y Chúa thật là vững chắc, cho người dạy nên khôn. Huận lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Lòng kinh sợ Chúa luôn trong trăng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. Lạy Chúa là núi đa cho con chú ẩn, là đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận. Bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa, và bao tiếng lòng con thầm thị, mong được thâu đến Ngài.
Hallelujah, hallelujah. Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco chương 2 câu 13 đến câu 17. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông và đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-siêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ người: "Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, phần 2 của bài đọc 1 trong thư gửi tín hữu Hippri nói với chúng ta như thế này: chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Chúng ta tuyên xưng vào Đức Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đấng ấy là một vị thượng tế siêu phàm băng qua các tầng trời, là Đức Giêsu con Thiên Chúa. Không phải là chúng ta tin vào một người không có quyền năng. Không có quyền năng mình có tin vào họ, họ cũng chẳng giúp gì được đâu. Mà nếu chỉ có quyền năng mà không có lòng thương xót thì họ cũng chẳng muốn giúp đâu. Một là không giúp được vì không có quyền năng. Hai là có quyền năng mà không có lòng thương xót thì không muốn giúp, không buồn giúp, không thèm giúp. Mà đây, một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đã băng qua các tầng trời. Cho nên mình giữ vững đức tin vào đấng ấy. Chứ không phải là những Giêsu giả, những tiên tri giả ngày hôm nay. Mà lời Chúa đã cảnh báo chúng ta nhiều. Sẽ có những tiên tri giả, có những người xưng là Kitô, Kitô giả. Hãy cẩn thận với những loại giả mạo đó. Hàng giả bây giờ nhiều lắm, phải không? Cái gì cũng có thể giả được. Rồi bây giờ người ta làm có cả linh mục giả nữa. Rồi bây giờ tất cả những người xưng là Giêsu cũng chỉ là giả mạo, hay là những tiên tri giả. Mà đấng ấy lạ lùng ở chỗ này này, là đấng siêu việt băng qua các tầng trời. Đúng là đấng đầy quyền năng, siêu việt băng qua các tầng trời, nhưng lại cũng giàu lòng thương xót. Làm sao mình biết? Vì vị thượng tế ấy, vị thượng tế mà băng qua các tầng trời ấy lại không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta. Mình yếu hèn, mình bệnh tật, mình thiếu thốn đủ thứ, ai là người cảm thương cho mình đây? Bạn nghĩ đi. Như lúc bạn vui, bạn khỏe, bạn đẹp, bạn có quyền, có chức thì người ta bu lại. Nhưng mà lúc bạn yếu hèn, bạn tội lỗi, bạn sa cơ thất thế, bạn bị bệnh tật rồi phá sản đủ thứ, có ai là người cảm thương những nỗi yếu hèn đó của bạn không? Khó lắm. Có đứa nói con không có lấy một người bạn nào cha, không có được một người bạn thân nào. Có hai đứa thì gọi là thân đó, nhưng mà bây giờ nó chạy theo tiền của hết, nó có chức có quyền hết, theo các đại gia hết. Bây giờ con cũng học chung lớp ấy, có ba đứa đó. Nhiều đứa học chung lớp nhưng mà có ba đứa gọi là thân, nhưng mà tới bây giờ thì nó chạy theo đại gia, nó chạy theo tiền của. Còn con vẫn cứ chân chính mà làm, cứ lấy sức mình mà làm, cuối cùng nghèo vẫn hoàn nghèo. Chẳng ai cảm thương được nỗi yếu hèn, đau khổ, nghèo túng của mình.
Nhưng chúng ta có một vị Thượng Tế mà siêu phàm băng qua các tầng trời, là đấng mà không phải không biết cảm thương nỗi yêu hèn của ta. Tại sao Ngài có thể cảm thương được nỗi yêu hèn của ta? Tại vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta. Nhớ, ta chịu thử thách nào thì Đức Giêsu cũng chịu những thử thách ấy như ta mọi đàng. Chỉ có điều duy nhất là Ngài không phạm tội, không xa trước cám dỗ, không xa ngã. Còn ta, thử thách, cám dỗ, đã có lúc yếu hèn, ta đã xa ngã, ta đã phạm tội. Mà đấng ấy chịu thử thách về mọi phương diện nhưng không phạm tội. Vì thế Ngài mới có thể cứu ta được. Vì thế Ngài mới cảm thông được những nỗi yếu hèn của ta. Vì Ngài đã trải qua những cái thử thách ấy, trải qua những đau khổ rồi. Mình có một Thiên Chúa mà đã trải qua những đau khổ, những thử thách ấy, thì khi anh chị em gặp một người mà họ đang chịu đựng những đau khổ, hoặc là anh chị em đang gặp những thử thách, thì anh chị em biết rằng là ồ, tôi không chịu thử thách một mình, tôi không phải chịu đau khổ một mình, vì có đấng đã từng trải qua, và bây giờ đấng ấy đang ở với tôi, đang ở cùng tôi. Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ở với chúng ta, và Ngài ở trong chúng ta để cùng chịu thử thách với ta, để cùng chịu đau khổ với ta. Cho nên ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngay Thiên Chúa là nguồn ân sủng. Mạnh dạn lên, không run rẩy, không sợ hãi. Người ta đến trước ngai vua, dám đến không? Không đâu, run rẩy sợ hãi lắm. Thậm chí mà vào gặp mà cha xứ không, mà nhiều người giáo dân đã thấy run rẩy bẩy rồi. Tôi cũng chẳng là cái gì cả, nhưng mà có nhiều anh thanh niên bậm trợn lắm, dân chơi tứ chiến, nhưng mà cứ đến gần bảo thưa cha, còn là du đãng vùng Hoa Phượng Đỏ, thành phố Hải Phòng, bay từ Bắc vô đây. Hồi đó tôi ở giáo điểm Tin Mừng, tối đến gặp, con bay vào đây, con nói chuyện với cha, mà mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ toát ra, sợ. Sợ. Mặc dù con, xin lỗi, giết người không gớm tay là có đấy, vậy mà sợ. Mà đối với Thiên Chúa, mình có thể sợ hãi đấy, nhưng mà lời Chúa nói với ta là cứ mạnh dạn mà đến gần ngay Thiên Chúa. Vì ngay Thiên Chúa không phải là ngay vua để mà mình hơi một tí, hớ một tí là phạm tội, khi quân là chém đầu, là chu di tam tộc vân vân. Nhưng mà đây, đến gần ngay Thiên Chúa là nguồn ân sủng, đấng đã vượt lên 9 tầng trời, nguồn ân sủng, chứ không phải chỉ là ân này, ân nọ, ân kia, mà là nguồn ân sủng. Để làm gì? Ta là người yếu hèn, ta đến để làm gì? Để được xót thương. Để được xót thương. Không ai thông cảm nỗi yếu hèn của ta, thì có một đấng đã trải qua những thử thách, những đau khổ ấy, mà lại đầy quyền năng, mà lại đang ngự trên Ngài đầy ân sủng nữa. Ta đến với Ngài để được Ngài xót thương và để lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Mỗi khi cần, chứ không phải là mỗi khi mình muốn. Muốn thì vô chừng, vô hạn, lúc nào cũng muốn. Nhưng mà cần thì khi nào cần, thì Chúa ban ơn trợ giúp cho ta. Khi ta gặp khó khăn, khi ta gặp thử thách, thì hãy chạy đến với nguồn ân sủng ấy để được Chúa xót thương và ban ơn trợ giúp cho mình vượt qua khó khăn, vượt qua thử thách, vượt qua cái mặc cảm của cái nỗi yếu hèn nơi con người tội lỗi đầy mình như chúng ta. Tôi cũng như anh chị em thôi. Nghe điều đó mình thấy vui không? Thấy hạnh phúc không? Thấy an tâm chưa? An tâm chưa? An tâm chưa? Hay là cứ ngồi đó mà lo lắng sợ hãi, lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng sợ hãi, lúc nào cũng bối rối. Có những con người chẳng bao giờ họ được bình an cả. Gặp ai trên họ một tí là họ lo, họ sợ. Đến với cha, đến thầy, sợ thầy, đến sơ, sợ sơ. Lúc nào cũng rụt rè, lúc nào cũng nhút nhát. Mạnh dạn lên, có gì mà sợ. Đến trước ngay Thiên Chúa, đứng đầy ân sủng, để được Ngài trợ giúp khi cần và để được Ngài xót thương. Lời Chúa nói như thế chắc chắn lắm, vì trong
thư gửi tín hữu Hebrew phần đầu chúng ta vừa mới nghe, ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ nhất mùa thường niên. Thưa anh em, lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Lời Chúa là lời sống động. Ta có để cho lời ấy sống ở trong ta hay không? Và khi ta loan báo lời Chúa, khi ta chia sẻ lời Chúa, khi ta giảng lời Chúa, ta có làm cho lời ấy sống động hay không? Hay là làm cho lời ấy thành những cái lời ru buồn, ru mênh mông, ta buồn ngủ, ta buồn nản, ta buồn chán khi nghe lời Chúa? Vì người giảng, mình giảng không làm cho lời ấy sống động lên được, mà mình cứ đọc bài diễn văn, mình đọc một bài điếu văn, rồi những chú giải trên mây trên gió, những suy tưởng cao siêu quá làm cho lời không sống được. Mà đây lời Chúa là lời sống động, phải làm cho người nghe, người nói, người chia sẻ lẫn người nghe cảm thấy có một cái gì đó sinh động, sống động, chứ không phải chỉ là ngồi một cái thụ động, một cái nói sao nghe vậy cho nó xong. Phải là lời sống động, mà nhớ rằng lời của Chúa phán ra là lời hữu hiệu, chứ không phải là nói trên mây trên gió hay là nói cho nó qua. Lời Chúa là lời sống động và hữu hiệu, đưa lại những hiệu quả nếu mình đón nhận lời với tất cả niềm tin tưởng, tín thác và cậy trông. Sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Nhớ, những tư tưởng của mình suy nghĩ gì, mình tính toán gì, và những tâm tình của mình như thế nào, lời Chúa vào, hãy để cho lời Chúa phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người, sắc bén và hữu hiệu như gươm hai lưỡi vậy, thưa anh chị em. Nếu mình thực sự nghe lời Chúa, cho nên có những người nhận những cái máy nghe lời Chúa, con nói con nghe ngày nghe đêm, những cái máy nghe bài giảng lòng thư xót Chúa, con nghe ngày nghe đêm, con nghe để cho lời ấy thấm vào con nghe lời Chúa xong con mới biết rằng mình còn quá ích kỷ, con nghe lời Chúa xong con mới thấy rằng mình quá kiêu ngạo, con nghe lời Chúa xong con mới thấy mình là người vô ơn bạc nghĩa với Chúa quá, con nghe lời Chúa xong con thấy mình chưa có biết thực hành lòng thư xót như thế nào. Mình chỉ mới chỉ đạo nghi lễ, chỉ đạo hình thức, chỉ đạo cho nó qua mà thôi. Nghe lời Chúa xong mới thấy rằng, à, mình sai chỗ nào, mình đúng chỗ nào, mình cần phải sửa chỗ nào, cần phải chỉnh chỗ nào. Chứ không phải là chuẩn không cần chỉnh. Làm gì mà có người nào mà chuẩn không cần chỉnh. Vì con người mình mà, nay thế này, mai thế khác. Nay tốt, mai xấu. Nay đang là mạnh, mai có thể là yếu được. Cho nên lời Chúa mình cần phải nghe mỗi ngày để nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng đời sống tâm linh mình và giúp mình điều chỉnh lại con người của mình. Lời đó, không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước lời của Chúa. Thưa cha, nghe lời Chúa xong, con thấy rõ con người của mình. Có rõ con người của mình, còn quá khô khan, còn quá ích kỷ, còn quá cao ngạo, vân vân và vân vân. Không có một loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước lời Chúa. Tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng có quyền đòi chúng ta phải trả lẽ. Lời của Chúa anh nghe, lời của Chúa bạn nghe, rồi lời của Chúa soi sáng tâm trí bạn, phơi bày tất cả con người của bạn một cách trần trụi, không che giấu gì được nữa. Những gì mà bạn che giấu, những gì mà bạn lấp liếm, những gì mà bạn làm hỏa mù để đánh lừa người khác, qua mặt người khác, nhưng trước mặt Thiên Chúa thì tất cả đều phải phơi bày trần trụi hết, và mỗi người phải trả lẽ. Chúa có quyền đòi chúng ta phải trả lẽ về những gì mình đã nghĩ, đã nói và đã làm.
cũng như những việc thiếu sót mình đáng lẽ phải làm mà bỏ qua. Cho nên khi nghe lời Chúa như vậy, nó đánh động vào con người của mình, để mình phải xét lại coi lời Chúa như thế thì muốn nói với tôi điều gì, lời Chúa như thế trong hoàn cảnh cụ thể của tôi đang sống bây giờ thì tôi phải áp dụng ra sao, tôi phải điều chỉnh con người của tôi những gì để phù hợp với lời Chúa. Mà lời Chúa ấy là một lời sống động, cho nên khi mà Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thấy ông Lê Vi, con ông Alphê đang ngồi ở đó, người bảo ông hãy theo tôi, anh hãy theo tôi, lời Chúa mời gọi. Ông đứng dậy đi theo người. À, ta thấy đâu có đơn giản đâu. Ông là Lê Vi mà, ông đang có chức, có quyền, có tiền mà. Với một Giêsu đi ngang qua là người mà đối với lúc đó một thứ dân, chẳng có chức tước địa vị gì trong xã hội, người ta cũng chưa có nhìn nhận rằng đây là một con Thiên Chúa mà, cũng không biết có phải là tiên tri hay không. Vậy mà khi Đức Giêsu nói anh hãy theo tôi thì ông đứng dậy đi theo người, bỏ cái bàn thu thuế đó. Đó là cái phương tiện để ông sống đấy, đó là cái chỗ để ông kiếm tiền đấy, đó là chỗ để ông vinh thân phù gia đấy. Nhưng mà đứng dậy đi theo Chúa, không suy nghĩ, không tính toán gì hết, anh hãy theo tôi. Chúng ta mỗi người ngày hôm nay được mời gọi đi vào con đường lòng thương xót Chúa, làm tông đồ lòng thương xót Chúa cũng là một lời mời gọi. Con hãy đi theo Thầy, con hãy đi theo ta. Tôi đang là một linh mục bình thường như anh em khác. Chúa gọi Trần Đình Long, đi theo ta. Đi theo đâu Chúa? Đi theo con đường lòng thương xót. Đi vào con đường lòng thương xót, bỏ hết tất cả những cái gì, chức tước địa vị, có bằng tiến sĩ, có đang làm MC, có đang làm người quản trò sinh hoạt vân vân, thu hút giới trẻ người khác, cũng bỏ hết cái đó. Đi theo Đức Giêsu vì biết rằng là mình là người tội lỗi cần được Chúa thương xót. Và mình đi theo Đức Giêsu để được Chúa thương xót. Một vị thượng tế cảm thông những nỗi yếu hèn của mình, một vị thượng tế thương xót mình, một vị thượng tế ban ơn trợ giúp cho mình khi cần, đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót ấy mời gọi tôi, hãy đi theo tôi. Và mời gọi Lê Vi ngày hôm nay, hãy đi theo Thầy, hãy đi theo tôi. Mời gọi mỗi một người chúng ta đứng dậy đi theo, đi theo lòng Chúa thương xót. Và khi Đức Giêsu đến dùng bữa tại nhà của ông Lê Vi ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông và đi theo người. Lạ chứ phải không? Một Đức Giêsu, một vị tiên tri xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Một đấng xưng mình là con Thiên Chúa, đấng mà lại là không có nơi tựa đầu. Một đấng ấy mà bây giờ nhiều người thu thuế và tội lỗi đi theo, họ đông và đi theo Chúa. Một con người siêu phàm vượt trên các tầng trời, một con người chí thánh ngàn trùng chí thánh, vậy mà bây giờ những người đi theo Ngài không phải là những người là đồng vai đồng vế, những người cũng cùng chức tước địa vị, những người cũng đẳng cấp với Chúa Giêsu, mà những người đi theo đông lại là những con người thu thuế và tội lỗi, chứ không phải là những người đạo đức tốt lành gì hết đâu. Hãy tưởng tượng cái cảnh mà Đức Giêsu rao giảng, đi rao giảng ở bờ biển, người ta đến với Chúa, rồi Chúa dạy dỗ họ, rồi Chúa gọi Lê Vi và Chúa đến nhà Lê Vi, thì những người thu thuế, những người tội lỗi, những người mà đang cần được xót thương cũng kéo đến, họ đông. Lòng thương xót Chúa đại đa số là những người tội lỗi, những người đau bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, những người thất vọng, những người chán nản, những người ngã lòng,
những người ngoại đạo, những người bỏ Chúa, Chúa, Chúa lại là những người đông và đi theo Chúa. Còn những người mà cho rằng mình đạo đức, cho rằng mình đầy đủ rồi, cho mình không muốn dính gì đến lòng thương xót Chúa, họ chả đi theo đâu. Những kinh sĩ thuộc nhóm Pha-ri-siêu thấy Chúa Giê-xu ăn uống với người tội lỗi và thu thuế thì bảo sao ông ấy lại ăn uống với người thu thuế và quân tội lỗi thế. Điều đó cho mình thấy lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót, đối tượng ưu tiên số 1 của lòng thương xót Chúa, anh chị em đọc trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Chúa nhắc đi nhắc lại đối tượng của lòng thương xót Chúa là những người tội lỗi, là những người yếu hèn, là những người thấp kém, là những người nghèo khổ. Đấy là đối tượng của lòng thương xót Chúa đấy. Những người đó lại đi theo Chúa đông. Và vì thế, những người mà cho rằng mình tốt lành, coi thường những người kia, cho rằng mình người khỏe, coi thường những người yếu. Chúa nói, ồ, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau yếu mới cần. Họ là những người nhận rằng mình đau yếu thì họ cần đến tôi. Còn các ông cho rằng các ông khỏe mạnh, các ông đầy đủ hết mọi sự, các ông không cần đến tôi. Nhưng mà nên nhớ rằng là tôi không đến để kêu gọi người công chính, tôi không đến để kêu gọi các ông, những người cho rằng mình là người đạo đức đâu. Nhưng mà tôi đến để kêu gọi những người tội lỗi như Lê Vi kìa, như những người đông đang đi theo tôi nè, và cũng như là Trần Đình Long đây, là Nguyễn Thị Mai, Trần Văn Trung, Vũ Đình Vọng, vân vân, những con người mà đang cần được Chúa thương xót, những kẻ tội lỗi như thế đó. Chúng tôi đang cần đến thầy thuốc Giê-xu. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, còn người đau yếu mới cần. Vì Chúa nói rằng tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Xin mẹ Maria cho chúng ta luôn thức tỉnh để lắng nghe lời Chúa, để lời Chúa đổi mới cuộc đời của ta. Lời Chúa làm cho ta được thay đổi, được biến đổi mỗi lần nghe lời Chúa, mỗi ngày nghe lời Chúa. Chúng tôi giảng, chúng anh chị em nghe, chúng ta cùng chia sẻ lời Chúa để chính Chúa nói với chúng ta lời của Chúa, biến đổi chúng ta, lời của Chúa thay đổi ta. Khi mà tôi nói với anh chị em, khi mà tôi chia sẻ với anh chị em thì người đầu tiên mà được ơn phúc là chính tôi. Vì được lời Chúa soi sáng, lời Chúa hướng dẫn, lời Chúa cho tôi thấy con người đốn hèn, con người mặt hèn của mình đang cần được lòng thương xót của Chúa, thì tôi nói với anh chị em rằng hãy chạy đến với đấng ấy đi, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đang đón chờ anh chị em. Cho dù anh chị em là người tội lỗi, là người yếu hèn, là người như thế nào đi chăng nữa, thì Chúa vẫn nói rằng là Chúa cảm thông những nỗi yếu hèn đó, vì Chúa là nguồn mạch ân sủng. Hãy mạnh dạn đến với Chúa để được xót thương và lãnh nhận ơn trợ giúp khi cần thiết, thưa anh chị em. Mời anh chị em mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 9 cùng đọc kinh Đức Lễ Thiêng Liêng. Lạy Đức Chúa Giê-xu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nạp lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Và ơn Chúa. Xin Chúa đặt tay trên con, cho con thêm sức mạnh vượt thắng muôn đời đây. Xin Chúa đặt tay trên con, cho con được chữa lành những vết thương tâm hồn. Xin Chúa đặt tay trên con, cho con thêm sức mạnh vượt thắng muôn đời đây. Xin Chúa trên con cho
chữa lành những vết thương tâm hồn. Xin Chúa đặt tay trên con, cho con thêm sức mạnh vượt thắng muôn cõi đời. Xin Chúa đặt tay, xin Chúa đặt tay trên con, cho con được chữa lành. Chúa đặt tay trên con, cho con thêm sức mạnh.